Trời ơi, xả rác đọc dầu. Trời ơi, đó, còn đỡ. Trời. Kính thưa quý vị, Như Quỳnh. Cái con này nó mắc dài quá trời trời. Trời, đừng có trời chúng qua khán giả rồi đó. Kính thưa quý vị, Như Quỳnh xin chân thành cảm tạ. Như Quỳnh xin chân thành cảm tạ và tri ân. Thấy cái phim này nó thân nhau dễ thờ quá gì. Một con cảm ơn mà tám con nó quýnh. Tri ân, quý vị khán giả suốt thời gian vừa qua đã dành cho Như cũng như cái đất cũng như là Venus trong tim. Một lần nữa, Như Quỳnh xin kính chúc quý vị sẽ có một mùa Giáng sinh thật là an lành. Merry Christmas. Thank you, Venus team. Và đại diện Venus Track team thì Sunny xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho Venus Track team và Sài Gòn Tân Thời. Hy vọng ngày 15 này là thứ 6, Venus có show diễn gồm tất cả các đội viên trong nhóm là 17 người. Thì hy vọng mọi người ghé chơi và ủng hộ xem show của Track team. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ngày hôm nay ạ. Thank you so much. Cảm ơn các queen rất là nhiều. Vô được mấy má. Mấy chị em. Mấy chị em. Mấy má này vô dữ vậy trời. Mấy chị em. Mấy chị em. Mấy chị em. Mấy chị em. Trời ơi trời. Trời ơi. Trời ơi. Trời con gái gì nào mà đô dữ. Tao thấy mình hiểu mi tao sợ rồi. Má rất dữ hơn. Nè mẹ. Xách vô. Rồi. Trời ơi. Nó bày cái máy tao. Trời ơi. Quý vị thân mến ngay bây giờ anh chưa có dám giữ tay mình nữa. Vé trên kìa. Thí Diễm lên kìa, lên bán kìa. Thí Diễm rồi, lên bán cho anh yêu cầu kìa, khách phím rồi. Lẹ đi, lẹ đi. Nay Thí Diễm đẹp quá là lên bán đi em. Lẹ. Nó mua tới vé rồi. Nó mua tới vé. Rồi, cứ nói gì cái gì, trên tay hướng mắt sẽ bắt đầu rồi, tập cái đường mình vô. Khách kêu bên này mà mày điêu, mày điếc hả? Khách bên này nè, hoàng Diễm ơi. Ôi là trời, má ơi má. Có chân trái nè em ơi. 30,000 có ít đâu. Mẹ lên. Mẹ bà. Hả cho mẹ bà em. Bán đi thanh quý em ơi. Ủa ảnh đâu ta? Ủa anh ơi anh đâu rồi? Đi lẹ em ơi. Đi lẹ lên. Trời ơi. Trời ơi. Chạy mà tù cao luôn rồi trời má. Trời ơi trời. Mày chờ mày chờ. Hồi nãy mày đài mà lộ hả? Bây giờ thì đó. Trời ơi là trời. Sao mấy má này không? Bữa sau bên kêu bên yêu cầu Venus là có diễn không xả rác nha. Ta thấy là bữa nay hốt rồi đó. Trời nắng còn đỡ trời mưa cái ăn cho hết rồi. Sao Đạt bán xuất mồ hôi luôn hết đóng. Trời ơi ai cũng hộ anh Đạt giùm em đi, anh Đạt bán quá trời luôn mà không ai mua hết trơn. Đó vậy quá trời thì khô là cái gì. Không bao giờ biết mà hả kiếm chuyện với ai. Cái gì? Nó hết tiền mua mẹ hả? Hết tiền à. Thì phát mà người ta ngoắc lên cái không có. Thôi thôi. Thôi làm cái gì trời. Bán người khác đi em, bán người khác. Ví dụ như là nó, mày đợi bây giờ nè, nó giờ đó khách thì để nó chút xíu đi 7 phần đi. Cái bữa sau nó đi diễn á, nó mặc đồ diễn quýnh nó lại ra. Quýnh không có lợi nha chị ơi. Quỳ lại luôn chứ quýnh không có lợi. Có một vé ngồi quỳ lại nó trả luôn trời. Vẫn không mua, quyết tâm không mua. Rồi hơn sổ luôn giờ. Vô. Vô. Forget me not, forget me not, forget me not. Tôi ngồi ở tận xin ơi, nhận tới anh dần xin đừng quên tôi. Xin hãy bước sâu, bước vào sáng nay.
dạ vâng, số 27 của Kiều Oanh có nhà làm nhà quý vị khoan mọi sự bỏ tờ vé kính hợp cho việc kinh sọ luôn à. Đây là con người đứng ngay